Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với mục thông tin sức khỏe của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, sỏi thận xảy ra khi các chất khoáng trong nước tiểu lắng đọng lại ở thận. Đây là căn bệnh xảy ra ở mọi lứa tuổi giới tính. Thế nhưng theo các bác sĩ bệnh viện Thu Cúc, đối tượng mắc sỏi thận nhiều nhất thường tập trung chủ yếu ở dân văn phòng. Nguyên nhân bởi những lý do dưới đây. Thông tin có tại trang Sức khỏe 24 giờ. Lười vận động. Do đặc thù công việc phải ngồi nhiều, ngồi bàn giấy làm việc liên tục nhiều giờ, khiến dân văn phòng thường ít vận động, không chịu thay đổi tư thế làm việc, khiến sỏi thận có điều kiện thuận lợi để phát triển. Lười vận động khiến thận làm việc kém năng động hơn, ảnh hưởng đến việc đào thải các chất cặn bã ra bên ngoài. Ngoài ra, thói quen xấu này cũng khiến cơ thể kém hấp thu canxi và tạo điều kiện thuận lợi để lượng canxi bài tiết vào nước tiểu nhiều hơn và lắng đọng thành sỏi. Lười uống nước. Công việc bận rộn hay ngại uống nước vì không muốn đi vệ sinh nhiều, người làm bàn giấy ít khi uống đủ 2 lít nước mỗi ngày. Việc uống quá ít nước dẫn đến nước tiểu trở nên cô đặc, chất cặn bã không được hòa tan, lắng đọng và dần dần hình thành nên sỏi thận. Để phòng và trị bệnh hiệu quả, bạn nên uống 1 ly nước đầy sau khi thức dậy, đặt sẵn chai nước trên bàn làm việc để nhắc nhở. Nhịn ăn sáng. Bữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày. Ăn sáng giúp bạn nạp năng lượng cho một ngày làm việc và giúp phòng tránh nhiều bệnh. Có nhiều người vội đi làm không kịp ăn sáng, có người vì giảm béo không muốn ăn. Thiếu bữa sáng khiến lượng vitamin và khoáng chất bị thiếu trầm trọng. Thói quen tưởng vô hại này lại là nguyên nhân của nhiều bệnh lý, trong đó có sỏi thận. Thói quen nhịn tiểu. Những người làm việc văn phòng mắc thói quen rất xấu, đó là nhịn tiểu. Vì quá bận mà mọi người thường cố nhịn để làm cho xong hoặc ngại việc thường xuyên phải đứng dậy đi vệ sinh giữa chốn văn phòng. Nhịn tiểu khiến cho các khoáng chất trong nước tiểu có thời gian để lắng đọng và kết tinh tạo sỏi. Đồng thời, nhịn tiểu cũng tạo điều kiện cho vi khuẩn sinh sôi phát triển dễ hình thành sỏi. Ăn tiệm. Phần lớn dân công sở ăn trưa ngoài tiệm, thậm chí bữa tối. Phương án này tiết kiệm rất nhiều thời gian so với tự nấu ăn ở nhà. Tuy nhiên, thức ăn ngoài tiệm thường dùng dầu mỡ, dầu chiên lại nhiều lần và khó đảm bảo an toàn vệ sinh. Cholesterol xấu trong thức ăn là nguyên nhân chính dẫn tới bệnh sỏi thận. Lời khuyên của chuyên gia để ngăn sỏi thận, sỏi tiết niệu. Theo bác sĩ Phạm Huy Huyên, Phó Giám đốc trưởng khoa ngoại Bệnh viện Thu Cúc, Phó Chủ tịch Hội thận tiết niệu miền Bắc, để ngăn chặn nguy cơ hình thành sỏi thận, tiết niệu và loại bỏ sỏi an toàn, hiệu quả, mỗi người cần khám sức khỏe định kỳ hàng năm. Nếu phát hiện sỏi, cần khám chuyên khoa để xác định chính xác kích cỡ sỏi và tuân theo chỉ định điều trị của bác sĩ chuyên khoa tiết niệu. Duy trì chế độ ăn uống và sinh hoạt lành mạnh để tránh tạo sỏi, đặc biệt uống nhiều nước. Đi khám ngay khi phát hiện có dấu hiệu bất thường như đau, khó chịu vùng thắt lưng, mạn sườn, đi tiểu nhiều lần, tiểu buốt, buồn nôn và nôn ói, hay sốt và có cảm giác ớn lạnh. Trường hợp phát hiện có sỏi tiết niệu, giải pháp tốt nhất hiện nay là điều trị sớm bằng các phương pháp tán sỏi hiện đại, được tránh mổ phanh. Tán sỏi ngoài cơ thể rất an toàn vì không hề động dao kéo, chỉ sử dụng sóng xung kích từ bên ngoài để tác động làm vỡ viên sỏi. Tán xong, người bệnh được về luôn, không cần nằm viện. Các mảnh sỏi vụn sẽ được đào thải ra ngoài theo nước tiểu trong khoảng một tuần sau đó. Đây là một phương pháp điều trị sử dụng công nghệ cao, bên cạnh các phương pháp tán sỏi hiện đại và ưu việt khác như tán sỏi nội soi qua da, tán sỏi nội soi ngược dòng bằng laser. Quý vị và các bạn thân mến, dấu hiệu cảnh báo bàng quang của bạn đang gặp vấn đề sẽ là chủ đề có trong chương trình ngày mai. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Mục thông tin sức khỏe ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt.